Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Và ngày hôm nay ở đây mình đã chia sẻ cho mọi người 3 mẫu màn hình đến từ một thương hiệu vô cùng nổi tiếng, đó chính là Samsung. Và ở đây thì mình đang có 3 mẫu màn hình với kích thước là 22, 24 và 27 inch. Và như mọi người có thể thấy ở đây thì mã sản phẩm của nó thì sẽ là F27T350, F24T350, F22T350. Và ba mẫu màn hình này thì được sản xuất tại Việt Nam, thế nên là ở trên bao bì của sản phẩm cũng sẽ ghi luôn là sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung tại thành phố Hồ Chí Minh. Và có một điểm đặc biệt đó chính là về xuất xứ của sản phẩm, thì đến tháng 8 năm 2020, tất cả các màn hình tại thị trường Việt Nam chiếm 99,9% là sản xuất tại Trung Quốc, nhưng T350 là mẫu màn hình với 3 kích thước là 22, 24, 27 inch duy nhất sản xuất tại Việt Nam. Điều này rất là phù hợp cho những ai yêu thích hàng made in Việt Nam, không thích hàng Trung Quốc. Và điều quan trọng là nếu như các bạn quan tâm đến số lượng lớn cho dự án không thể đưa hàng xuất xứ Trung Quốc vào, thì đây sẽ là sự lựa chọn duy nhất và phù hợp. Và ngoài ra thì ở đây còn có cái chế độ bảo hành điện tử thay thế cho phiếu bảo hành. Mọi người sẽ không cần phải lo về các giấy tờ linh tinh khác. Và ngoài ra thì ở trên bao bì của sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ các tính năng của chiếc màn hình này. Như là màn hình này sẽ là màn hình 3 cạnh viền siêu mỏng, có AMD FreeSync, tần số quét lên đến 75Hz, hỗ trợ chế độ game mode. Ngoài ra thì còn có chế độ bảo vệ mắt và chống chớp hình nữa. Và trong 3 mẫu màn hình này thì mình sẽ chọn ra mẫu màn hình 27 inch để có thể mở hộp cho mọi người. Vì ở đây mẫu màn hình 22 và 24 sẽ hướng đến đối tượng dành cho doanh nghiệp. Thế nhưng mẫu màn hình 27 inch này thì sẽ là một mẫu màn hình rất là to và rộng, sẽ phù hợp với đối tượng là những người game thủ chuyên nghiệp hoặc là đối với những người cần màn hình to để có thể thiết kế đồ họa cũng như là các tác vụ khác. Và nếu như mọi người đang thắc mắc là ở trong một mẫu màn hình được sản xuất tại Việt Nam có những gì, thì ở đây mình đã chọn ra mẫu màn hình 27 inch thay cho 2 mẫu màn hình còn lại. Tại vì ngoài khác nhau về kích thước ra thì phụ kiện ở bên trong sẽ giống y hệt nhau. Và tại sao thì mình lại chọn mẫu màn hình 27 inch? Tại vì đối với mẫu màn hình này sẽ dành cho những game thủ chuyên nghiệp hoặc là những người có nhu cầu dùng để thiết kế đồ họa hoặc là những ai chỉ thích dùng màn hình rộng để có thể dùng được nhiều tác vụ khác. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình mở hộp ra xem bên trong có những gì. Sau khi mở lớp siêu ra thì ở bên trong, ở bên trái và bên phải thì mọi người có thể nhìn thấy đây chính là hướng dẫn sử dụng để có thể lắp được chân đế cũng như là có thể setup màn hình. Mở ra thì chắc chắn là xốp, rất nhiều xốp để có thể bảo vệ màn hình. Ở góc bên này thì mọi người có thể thấy được ở đây chính là về cái này sẽ là sách hướng dẫn sử dụng này. Và ở bên trong thì sẽ có dây nguồn, cục nguồn và dây kết nối. Về phần bên này thì mình đang có hai thành phần của chân đế để có thể giúp màn hình của các bạn đứng một cách bình thường ở trên bàn. Ngoài ra thì ở đây còn có cả hai con ốc nữa. Và nhân vật chính chắc chắn không thể thiếu đó chính là phần màn hình của chúng ta. Và hay bây giờ thì sẽ cùng mình đi tìm hiểu chi tiết về mẫu màn hình này nhé. Tiếp theo là về phần điện. Thì cục nguồn đi theo màn hình này nó sẽ có công suất khoảng 25W. Và mình thích một cái trên mẫu màn hình của Samsung này chính là phần dây nguồn. Dây nguồn của nó là dây nguồn dạng chữ L. Với dây nguồn dạng chữ L này thì nó sẽ chống đứt hơn khi so với dây nguồn thẳng. Dây cũng rất dài, vì thế các bạn hoàn toàn có thể đi dây như nào cũng được, rất tiện. Tập trung vào phần thiết kế của cả 3 mẫu màn hình này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy phần chân đế của chiếc màn Samsung này. Nó dạng kiểu chữ V và có 3 phít cao su đặt ở 3 chỗ để các bạn có thể giữ được mẫu màn hình này. Và có một lớp sơn phủ nhám bên ngoài. Logo của Samsung thông thường sẽ được đặt ở giữa, nhưng bây giờ sản phẩm này được đặt tít phía góc bên phải ngoài kia, dòng chữ Samsung nhỏ nhỏ. Ba cạnh viền siêu mỏng phù hợp với xu thế. Nhìn vào phần mặt sau, chúng ta có thể thấy được thiết kế cổ điển độc đáo của Samsung. Các đường xẻ mình thấy tương đối cổ điển trên các mẫu màn hình của Samsung khác. Và đằng sau thì các bạn có thể gắn được những chân đế tay ngoài. Như kiểu các bạn không thích cái chân đế này, các bạn có sẵn những cái tay nâng rồi để mua về lắp thêm vào. Hoặc là các bạn sử dụng các thiết bị như là NUC hoặc là các mẫu mini PC được gắn ở sau màn hình thì nó cũng sẽ rất tốt. Quay trở lại về mặt thông số, thứ mà các bạn quan tâm nhất thì cả 3 mẫu màn hình này đều sử dụng tấm nền IPS độ phân giải Full HD. So với các mẫu màn hình khác của Samsung thì chất lượng hiển thị trên màn hình này là rất tốt. Tần số quét của cả 3 mẫu đều là 75Hz. Đối với 75Hz, nếu như bạn muốn biết nó khác nhau như thế nào thì các bạn chỉ cần di chuột thôi. Chú ý một chút là các bạn có thể cảm thấy được độ mượt của sản phẩm này cải thiện hơn khi so với 60Hz, phải nói là cực kỳ ok. Một số các tính năng khác mà sản phẩm này phải có đương nhiên đó chính là lọc ánh sáng xanh. Đối với tính năng này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Mẫu màn hình này thì sẽ hỗ trợ AMD FreeSync, đồng bộ tần số quét màn hình với FPS trong game.
Thế nhưng yêu cầu bắt buộc là các bạn sẽ phải sử dụng card đồ họa đến từ AMD thì mới sử dụng được tính năng FreeSync này. Còn nếu là card đồ họa đến từ NVIDIA thì nó sẽ hơi phí một chút. Một tính năng nữa đó chính là chống nhiễu màn hình. Và khi các bạn chơi game, thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu một chút. Một số mẫu màn hình khác của Samsung nếu không có tính năng này thì đôi khi sẽ bị nhiễu. Nhưng đối với 3 mẫu màn hình này thì chuyện đấy sẽ không hề xảy ra. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ tính năng của mẫu màn hình cũng như là một phần kích thước. Sự khác nhau ở đây chính là về phần giá tiền và kích thước của màn hình. Độ phân giải thì giống hệt nhau, dùng quen thì nó y hệt không khác gì cả. Chất lượng tấm nền cũng gần như là tương tự nhau. Đương nhiên 27 inch thì nó sẽ có chất lượng cao hơn khi so với màn hình 22 inch. Tuy nhiên với bạn nào là dân văn phòng thì có thể chọn cho mình mẫu màn hình 22 inch là phù hợp. Còn kích thước 24 và 27 inch thì sẽ dành cho khách hàng có nhu cầu chơi game và làm đồ họa. Với mức giá chỉ từ 2 triệu 739 nghìn đồng đi kèm chất lượng tốt, thiết kế đẹp thì Samsung cũng đã hướng tới đa số người dùng bao gồm cả văn phòng, dân thiết kế và cả game thủ nữa. Đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.